ngày 10 tháng 11, ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã ký văn bản về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu yêu cầu mọi người dân tiếp tục thực hiện nghiêm túc nguyên tắc 5K, không vì đã tiêm vaccine phòng COVID-19 mà lơ là chủ quan. Hạn chế tối đa việc ra đường khi không cần thiết, nhất là việc ra đường từ 21 giờ hôm trước đến 4 giờ hôm sau. Chấp hành tốt các yêu cầu, quy định về công tác phòng chống dịch COVID-19 của các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương, nhất là việc tham gia lấy mẫu xét nghiệm tầm soát COVID-19 khi có yêu cầu. Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu yêu cầu các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải có kế hoạch an toàn COVID-19 được duyệt và phải thực hiện đúng theo kế hoạch được duyệt. Thực hiện nghiêm việc tự tổ chức xét nghiệm tầm soát COVID-19 cho người lao động theo đúng quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế. Các hàng quán, nhất là các quán giải khát, quán ăn uống, cơ sở kinh doanh phục vụ tại chỗ thức uống có cồn không được kinh doanh sau 21 giờ hàng đêm. Thời gian thực hiện từ ngày 10 tháng 11 đến khi có thông báo mới. Lực lượng công an, các lực lượng chức năng và chính quyền các địa phương thường xuyên liên tục kiểm tra việc thực hiện các nội dung nêu trên để kịp thời phát hiện xử lý thật nghiêm theo quy định đối với mọi hành vi vi phạm. Về công tác thu dung điều trị F0, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu yêu cầu Sở Y tế chủ trì phối hợp Ủy ban Nhân dân cấp huyện tiếp tục tăng cường năng lực thu dung, chăm sóc, điều trị bệnh nhân COVID-19, đồng thời liên hệ và đề nghị các địa phương, đơn vị bạn hỗ trợ các ekip điều trị các ca F0 tầng 3. Kiến nghị Bộ Y tế sớm cung cấp đủ cơ số thuốc kháng virus trong điều trị COVID-19. Khẩn trương xây dựng hệ thống cung cấp oxy hóa lỏng, khí nén tại các cơ sở y tế cấp huyện. Trước mắt, triển khai xây dựng khẩn cấp tại thị xã Giá Rai và huyện Phước Long, tiếp tục nâng cao năng lực hệ thống y tế cơ sở, khẩn trương triển khai 100% các trạm y tế xã, phường, thị trấn, đảm bảo cung cấp oxy y tế. Các địa phương tiếp tục tổ chức tiêm chủng nhanh, kịp thời, hiệu quả và đúng thứ tự ưu tiên theo quy định của Bộ Y tế. Tiêm phủ mũi 1 đối với 100% dân số trên 18 tuổi, tiêm phủ mũi 2 cho người trên 65 tuổi, tiêm mũi 2 cho người trên 50 tuổi, tiêm cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu yêu cầu Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục rà soát, thực hiện nghiêm chính sách hỗ trợ người dân, an sinh xã hội, đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng theo quy định, tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực. Triển khai ngay các biện pháp linh hoạt phù hợp để hỗ trợ, tạo điều kiện cho người lao động quay trở lại làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An và các địa phương khác có nhu cầu lao động, trong đó cần triển khai các hình thức như chuyến xe không đồng. Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bạc Liêu, ngày 10 tháng 11, tỉnh ghi nhận 234 ca mắc COVID-19, trong đó có 130 ca cộng đồng, tăng 23 ca so với ngày 9 tháng 11, 59 ca trong các khu vực phong tỏa, 44 ca tại các khu cách ly tập trung và chỉ còn 1 ca là người dân tự phát về từ vùng dịch. Cùng ngày, tỉnh có thêm 114 ca khỏi bệnh, xuất viện, 1 ca tử vong do COVID-19. Về tình hình tiêm chủng, đến ngày 10 tháng 11, tỉnh Bạc Liêu có 546.205 người được tiêm vaccine COVID-19 mũi 1, đạt 81,39%, và 263.291 người tiêm đủ 2 mũi, đạt 39,23%.